quý vị đang đến với bản tin nóng 24 giờ trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An và chúng tôi là Mai Anh và Minh Phương. Thưa quý vị, thông qua số điện thoại đường dây nóng cùng hệ thống Zalo là 0971225053, chúng tôi vẫn liên tục tiếp nhận những ý kiến phản ánh của người dân về các vấn đề dân sinh xã hội, an ninh trật tự tại khu vực các tỉnh miền Tây nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung. Và ở phần cuối chương trình hôm nay, Mai Anh và Minh Phương sẽ giúp quý vị có cái nhìn cụ thể về tất phun thông minh với những công dụng thần kỳ, liệu có như lời quảng cáo. Còn bây giờ mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề gác kèo ong. Nhà trọ lại bất ngờ phát hỏa, 3 người thương vong. Công dụng thần kỳ của tất phun liệu có như lời mời chào? Kính thưa quý vị, mật ong rừng tràm U Minh Hà, tỉnh Cà Mau từ lâu đã rất nổi tiếng trong cả nước, không những là về chất lượng mà bên cạnh đó còn có những con người gắn liền với nghề gác kèo ong, vẫn âm thầm gắn bó với nghề để vừa cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng, vừa khai thác có hiệu quả giá trị mà thiên nhiên đã ưu ái và ban tặng cho vùng đất này. Thông tin phấn khởi mà chương trình vừa nhận được là mới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia nghề gác kèo ong thuộc về U Minh và huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Để có được sản phẩm mật ong U Minh Hạ nổi tiếng như hiện nay, người dân đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức cho nghề gác kèo ong. Có những gia đình đã trải qua 5 năm làm nghề, cha truyền con nối. Việc trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã trở thành nguồn động lực lớn để những người dân sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này gắn bó với nghề này, có thêm điều kiện phát triển kinh tế bền vững và góp phần cho công tác bảo vệ rừng ngày một tốt hơn. Làm thế nào để sống hài hòa với môi trường, hưởng lợi từ thiên nhiên một cách bền vững, không làm hủy hoại thiên nhiên, không bị đe dọa do sự phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp thâm canh là điều mà mỗi người dân nơi đây nỗ lực hướng đến. Chuyển sang một thông tin nóng liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, dù tình hình dịch tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát, thế nhưng thực trạng các bệnh nhân nhập cảnh trái phép đi qua các đường mòn lối mở ở biên giới, sau đó đi trên các chuyến xe công cộng hoặc thuê xe riêng đến các cơ sở y tế đang trở nên báo động, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã phát hiện 4 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia, đặc biệt là những trường hợp này đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong TP.HCM. Phát hiện 4 trường hợp từ Campuchia sang nhập cảnh trái phép, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã gọi báo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM để cách ly và làm xét nghiệm COVID-19. Kết quả 6 tiếng sau cho thấy 4 người đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Được biết, từ đầu tháng 5 đến nay, TP.HCM đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Trong đó có 6 trường hợp được phát hiện tại khu dân cư, 8 trường hợp bệnh nhân và người đi cùng được phát hiện khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo các cơ sở y tế, kể cả các phòng khám nhỏ, phòng mạch tư và người dân, tiếp tục đề cao cảnh giác để phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép thì thông báo ngay cho công an, chính quyền địa phương. Đặc biệt, những người có thân nhân sống ở Campuchia muốn về Việt Nam khám chữa bệnh cần tuân thủ các quy định về xuất nhập cảnh và các biện pháp phòng hộ, cách ly nhằm tránh lây nhiễm COVID-19 nếu có. Khi nhập cảnh về Việt Nam, đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh có đường biên giới với Campuchia tăng cường những biện pháp ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Đừng chủ quan với giặc lửa tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến chúng ta, thưa quý vị. Và như quý vị đã thấy, thời gian qua đã có rất nhiều sự việc xe máy, xe ô tô, xe chở xăng dầu liên tục phát hỏa gây hậu quả nghiêm trọng, như vụ việc từng khiến hai vợ chồng chủ cây xăng tại An Giang tử vong thương tâm vì hỏa hoạn bất ngờ. Và vào rạng sáng nay, trên đường cao tốc TP.HCM Trung Lương đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, một xe đầu kéo tiếp tục phát hỏa khiến nhiều người dân hoảng loạn. Vào khoảng 1 giờ 15 phút ngày 18 tháng 6, xe đầu kéo chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 66R00078 đang lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM Trung Lương hướng đi từ TP.HCM về Tiền Giang. Khi xe đang đi qua km 43 700 thuộc địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành thì vỏ xe trước bất ngờ bị nổ, tài xế điều khiển xe vào sát làn đường dừng khẩn cấp, mở cửa leo xuống xe để kiểm tra thì khói và lửa ở phần đầu kéo bất ngờ bốc lên. Tài xế dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt dập tắt đám cháy sau đó. Hậu quả xe đầu kéo bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.
May mắn không có thương vong trong vụ hỏa hoạn này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, cũng như thống kê mức độ thiệt hại sau vụ cháy. Trong khi dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người tử vong xảy ra tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thì rạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn quận Tân Phú lại tiếp tục xảy ra hỏa hoạn bất ngờ khiến 3 người trong một gia đình thương vong. Liệu đây là sự cố hay lại là một vụ phóng hỏa cố tình? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết. Thông tin ban đầu khoảng 1 giờ 10 phút ngày 18 tháng 6, người dân xung quanh phát hiện một phòng trọ trong hẻm đường kênh 19 tháng 5, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú có khói bốc lên nên tri hô và báo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã đến nơi dập lửa, phát hiện hai thi thể nằm trên gác lửng của phòng trọ là anh Quách Văn Hắc, 45 tuổi, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cùng con gái là Quách Triệu V, 9 tuổi, đang học lớp 3 và một người bị bỏng nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu là chị Nguyễn Thị L, 44 tuổi, vợ anh Hắc. Theo nhận định của một số nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng do mâu thuẫn gia đình dẫn đến tự thiêu. Hiện tại, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Trong sáng cùng ngày, ngay sau khi nhận được tin, bà Nguyễn Thị Hồng Đan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú đã đến thăm hỏi nạn nhân và trao tặng số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình. Việc phân lô bán nền tự hô biến đất nông nghiệp để xây dựng công trình trái phép vẫn là một trong những vấn đề nóng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại nhiều địa phương. Trong đó, từ năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm rõ những sai phạm tại khu quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân. Tuy nhiên, cho đến nay, dù đang trong tình trạng chờ giải quyết, nhưng một số công trình nhà xưởng vẫn âm thầm mọc lên bất chấp pháp luật. Liên quan đến vấn đề này, ngành chức năng tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức cưỡng chế nhà xưởng quy mô lớn xây dựng trái phép tại khu vực này, tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đến mọi người dân. Lực lượng chức năng đã điều động máy múc, máy cẩu cùng hàng chục nhân viên tiến hành múc và tháo gỡ công trình xây dựng nhà xưởng của ông Lê Văn Hoàng thuộc thửa đất 14, tờ số 3, phường Phước Tân. Đây là công trình xây dựng nhà xưởng trái phép nằm trong diện tích hơn 72 ha quy hoạch cụm công nghiệp Phước Tân chưa được phê duyệt. Mặc dù khu vực này đang được thanh tra chính phủ cũng như một số bộ ngành và sở ngành liên quan vào cuộc xác minh để xử lý gần 50 trường hợp xây dựng trái phép, nhưng gần 2 tháng nay, ông Hoàng vẫn tiến hành xây dựng công trình hai nhà xưởng rộng hơn 500m² với kết cấu khung sắt máy lập tôn. Chỉ vì ghen tuông mù quáng, một đối tượng ngụ tỉnh Bạc Liêu đã ra tay sát hại vợ hờ cho đến chết rồi tẩu thoát. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, đối tượng vừa bị bắt giữ trả giá cho tội ác của mình. Mâu thuẫn được đánh đổi bằng mạng người và chốn lao tù, liệu có đáng? Theo hồ sơ của cơ quan công an, Trần Đình Thanh, ngụ tỉnh Bạc Liêu, có mối quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Thời gian gần đây, Thanh ghen tuông nên hai người thường xuyên xảy ra cự cãi. Khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2020, trong lúc người yêu đang ngủ, Thanh đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt và đầu khiến cho nạn nhân trọng thương, sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Từ một bệnh nhân nhiều lần tiên lượng xấu, sau 3 tháng nhập viện, bệnh nhân số 91 đã có sự hồi phục thần kỳ. Hiện tại thì phi công người Anh đã ngưng sử dụng máy thở, thuốc kháng sinh và có thể tập đi trở lại. Đúng vậy thưa quý vị, trải qua 91 ngày điều trị COVID-19, có lúc tưởng chừng tuyệt vọng, song đến ngày hôm nay thì phi công người Anh đã hồi phục đến 90%. Đây là một trong những nỗ lực chiến đấu của bệnh nhân 91 cũng như nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trong việc cứu chữa bệnh nhân. Việc nam phi công người Anh đã tự thở được, giao tiếp tốt bằng lời nói không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân, người thân của anh mà còn là niềm vui chung cho cuộc chiến chống COVID-19. Đây là một cái tin rất là vui. Bệnh nhân hiện nay thì đã tự thở hoàn toàn, đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và bệnh nhân đã nói chuyện với các thầy thuốc. Sự hồi phục của bệnh nhân 91 được đánh giá là kỳ diệu. 90 ngày anh chiến đấu vì sự sống của bản thân, là 90 ngày đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hết sức mình, không ngừng nghỉ để chiến đấu với COVID-19, chiến đấu với tử thần để giành giật mạng sống cho bệnh nhân, cho dù chỉ còn một tia hy vọng. Bằng tình cảm của mình, tôi thể hiện một cái tấm lòng rất là khâm phục, cảm phục đối với đội ngũ y bác sĩ của đất nước chúng ta, của Việt Nam trong thời gian vừa qua, cũng như đối với đội ngũ y bác sĩ của thành phố. Không phải bằng cái năng lực chuyên môn mà cả tấm lòng đối với bệnh nhân. Bệnh nhân 91 là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta. Hiện tại bệnh nhân đang tiếp tục được các bác sĩ điều dưỡng hỗ trợ tập vật lý trị liệu, cải thiện vận động tay chân, cải thiện chức năng tiêu hóa,
và chăm sóc các thương tổn ngoài da. Việc sử dụng các loại súng tự chế, vũ khí quân dụng vốn được quy định rất chặt chẽ. Song trên thực tế thì rất nhiều trường hợp người dân không lường hết được sự nguy hiểm của những loại vũ khí này nên vẫn lén lút sử dụng. Hậu quả sau đó là những vụ việc nghiêm trọng suýt cướp mất đi sinh mạng của nhiều người. Điển hình là vụ việc ngay sau đây. Như quý vị đang thấy, một người đàn ông đi ô tô màu trắng, mặc áo thun xanh, quần đen bước xuống xe, trên tay cầm cây súng hơi tự chế thì không may, bất cẩn như thế nào đó mà súng đã cướp cò và viên đạn bắn xuyên tim anh ta. Vụ việc đau lòng này xảy ra cách đây không lâu tại Nam Định. Chưa biết được là người đàn ông này có vượt qua được tai nạn hy hữu này hay không, nhưng mong rằng những người đang sử dụng súng săn nên thận trọng vì vừa nguy hiểm vì vừa vi phạm pháp luật. Thưa quý vị, cách đây không lâu, camera nóng đã thông tin đến quý vị clip về một vụ trộm tại chùa Thọ Bình, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai. Khi công an chưa kịp tóm gọn tên đạo chích thì hắn lại tiếp tục thực hiện một phi vụ khác. Sau đây là những hình ảnh camera nóng đã ghi nhận được. Quý vị hãy tập trung vào người đàn ông đứng tuổi đi xe tay ga màu đỏ, mặc áo sơ mi đóng thùng rất là lịch sự này. Không e dè ngó chừng như clip trộm lần trước tại chùa Thọ Bình, xã Thọ Xuân, Xuân Lộc, Đồng Nai. Lần này thì ông ta thản nhiên đi thẳng vào chánh điện của niệm Phật đường Sen Vàng ở ấp 2, xã Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai, rinh trộm chuông gia trì 80cm tại chánh điện và đi mất. Hiện vụ việc đã được nhà chùa báo lên công an xã Thọ Xuân điều tra xử lý. Rất mong ngành chức năng sớm vào cuộc, đừng để người đàn ông này lại tiếp tục vào chốn linh thiêng để trộm. Cũng bức xúc không kém, hành vi trộm cắp chốn linh thiêng của tên đạo chích đứng tuổi vừa rồi là vụ trộm của một nữ quái, mà đáng nói là người phụ nữ này còn mang theo cả con nhỏ để đi trộm, thưa quý vị. Vụ trộm xảy ra vào ngày 12 tháng 6 tại một tiệm trà sữa ở phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Người phụ nữ đi xe E-Plus trộm điện thoại của nhân viên. Theo camera quay lại, khi vào trong tiệm kêu nhân viên làm nước, lợi dụng nhân viên quay lưng đi, người này nhanh chóng lấy điện thoại để trên bàn và cho ngay vào túi áo khoác. Trách nhân viên bất cẩn khi để tài sản để đánh vào lòng tham của người khác, còn người phụ nữ trên vốn sẵn bản tính không lương thiện, khi thấy miếng mồi ngon là không thể buông tha. Đã vậy, chị ta còn thực hiện hành vi ngay trước mặt con của mình. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ khi có một bà mẹ như vậy. Tiếp theo là đoạn clip ngắn về vụ tai nạn hy hữu dở khóc dở cười khi một chiếc xe mất lái lao thẳng xuống ruộng lúa, lấm lên bùn đất, phải nhờ hàng chục người dân đến trục vớt. Theo đó, đoạn clip dài khoảng 15 giây ghi lại cảnh hàng chục người dân, nam, nữ, hò nhau giải cứu một chiếc xe ô tô màu trắng bị tai nạn lao xuống ruộng lúa. Đặc biệt, đoạn clip gây cười cho người xem khi khéo léo lồng bài hát Huynh đệ à vào trong đó. Sau khi chia sẻ, đoạn clip thu hút rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ của cư dân mạng, đặc biệt vào các hội nhóm xe ô tô. Nhiều người vô tính còn để lại bình luận rằng đây là hò kéo xe để tập thể dục vào buổi sáng. Thưa quý vị, thời gian gần đây, những lời quảng cáo có cánh của nhà sản xuất được các cửa hàng trang Facebook bán hàng khai thác triệt để, khiến cho tất phun thông minh trở thành một trong những sản phẩm hot được chị em tìm hiểu và săn tìm khá nhiều. Và với những công dụng thần kỳ như là chống nắng, cắt tóc, bảo vệ làn da, giải khuyết điểm, hiệu quả ngay lần đầu sử dụng. Thế nhưng liệu rằng là tất phun đang được rao bán với giá rẻ trên các trang mạng có đáp ứng được nhu cầu của chị phụ nữ hay là không? Hay có những nguy cơ tiềm ẩn như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia để có cái nhìn cận cảnh hơn về sản phẩm làm đẹp này. Chống nắng hoàn hảo, ngăn ngừa ung thư, che mờ toàn bộ khuyết điểm trên da, không gây kích ứng, giá rẻ và tiện lợi. Đây là những lời quảng cáo có cánh về các loại tất phun giá rẻ trên thị trường mạng. Hiện nay khiến nhiều chị em phụ nữ tình dùng vô tội vạ mà quên đi tính an toàn của loại sản phẩm này. Một làn da không khuyết điểm, trắng sáng là mơ ước của không ít chị em phụ nữ. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn sở hữu làn da hoàn hảo như vậy. Đánh vào tâm lý này mà nhiều sản phẩm giúp làm trắng da, che khuyết điểm được không ít chị em săn đón. Trong đó có tất phun. Cái sản phẩm mình nó tốt đi thì mình sử dụng nó đúng chỉ định, đúng hướng dẫn thì nó thứ nhất là làm cho cái nhất là cái tất phun á thì nó làm cho mình tự tin hơn, nó che những cái khuyết điểm của mình. Tuy nhiên mình biết rằng mình sử dụng thường xuyên quá nhiều lần hay là thời gian quá lâu thì vô tình mình sẽ làm cho cái mình biết cái tất phun đó nó sẽ một cái giống như cái màn phim vậy, nó bít hết cái vùng da của mình. Chỉ cần gõ lên Google cụm từ tất phun là vô vàn kết quả hiện về. Hàng loạt những sản phẩm có giá cả dao động khác nhau, từ vài chục đến hàng trăm nghìn đồng, tùy vào xuất xứ Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc.
Ngoài ra, tất phun còn được quảng cáo như một dạng kem che khuyết điểm cho toàn cơ thể, vừa có thể biến hóa làn da trở nên trắng mịn, không lo rách như tất thường, không trôi khi gặp nước. Chỉ cần xịt một lớp lên da, dùng tay bôi nhẹ là đã có được lớp che phủ như mơ sau lần sử dụng đầu tiên. Thế nhưng không ít khách hàng tỏ ra ngán ngẩm khi sử dụng loại sản phẩm này. Thì mình thấy nó quảng cáo rất là ok á, nên là mình mới mua về mình xài. Thì sau một thời gian mà mình sử dụng á, thì mình thấy nó mẩn đỏ và nó ngứa, nên là mình không sử dụng nữa. Thì mình thấy là những cái sản phẩm này hình như là người ta quảng cáo hơi bị lố á. Mình thấy thì có rất là nhiều giá cả, nhưng mà đa phần người ta rất là giá cả rất là rẻ, cho nên mình cũng đề phòng những cái, tại vì những cái người ta nói là giá cả thì sẽ đi đôi với chất lượng, cho nên mình cũng e rè khi mà lựa chọn những cái sản phẩm mà giá cả thấp như vậy. Việc sử dụng tất phun không được các chuyên gia da liễu khuyên dùng, bởi sản phẩm này rất dễ gây viêm da. Nếu lạm dụng, da sẽ tiết nhiều dầu hơn, thu hút bụi, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Đây chính là nguyên nhân khiến da bị mọc mụn trứng cá, mụn bọc, nguy hiểm hơn còn có thể bị nhiễm khuẩn, mắc các căn bệnh da liễu. Với một số người mà da nhạy cảm, đó, thì hay là có tình trạng da có những cái bệnh lý nền, ví dụ như da người ta bị viêm nang lông, hoặc hay là cái da người ta đang bị dị ứng chẳng hạn. Với những cái người đó mà mình sử dụng những cái tắc phun như vậy, thì không, hình dung mình làm cho cái tình trạng da, cái bệnh nền đó nó nặng thêm. Ví dụ như là cái viêm chân lông nó sẽ viêm nặng thêm, đỏ, mụn mủ lên, hoặc hay là cái tình trạng nhạy cảm dị ứng da nó kích ứng thêm. Theo các bác sĩ, trong nhiều trường hợp, tiện chưa chắc đã tốt. Nhất là khi chị em vì tham rẻ mà mua phải những sản phẩm tất phun không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm nghiệm, không đảm bảo chất lượng, thì nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của da là điều có thể xảy ra. Không kể đến vấn đề sức khỏe thì việc sử dụng tất phun cũng không hề đơn giản. Bởi nếu người dùng không biết cách sử dụng, lớp phun sẽ không đều màu trên da, tạo nên những vùng màu loang lổ rất mất thẩm mỹ. Hàng nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ấy, thì mình xài mà không đúng nó cũng ảnh hưởng cho da. Còn nếu mà cái hàng mà hàng dỏm, hàng trâu nổi thì thôi khỏi nói rồi, nó sẽ tác động cái trực tiếp lên da, nó sẽ gây ra những cái bệnh lý. Nhẹ thì cấp tính là kích ứng, nó sẽ viêm đỏ. Nặng nữa thì tình trạng mà cái nhạy cảm nó nặng thì nó gây kích ứng nặng, có thể nhiều khi nó đỏ rồi nó xuất hiện cả bóng nước luôn. Đó, có những trường hợp đó khách hàng mà bôi xong rồi bóng nước, và bóng nước nó vỡ ra, nếu mình chăm sóc không đúng thì nó rồi điều trị rồi nó cũng lành, nhưng sau này nó để lại những cái sẹo, nó vô tình rất là mất thẩm mỹ. Trước những tác hại từ việc sử dụng tất phun vô tội vạ như trên, người sử dụng cần lưu ý tuyệt đối không tự ý sử dụng cũng như lạm dụng các sản phẩm tất phun được bày bán tràn lan không kiểm chứng. Không dùng tất phun lên vùng da đang bị dị ứng, mụn nhọt hay có vết thương hở. Nếu muốn dùng, nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bán tại các cửa hàng có uy tín. Thưa quý vị, hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh có hai chương trình thiện nguyện về sách với hàng trăm tình nguyện viên trên khắp cả nước. Các đầu sách đa dạng về tất cả các lĩnh vực được một nhóm bạn trẻ thực hiện và duy trì. Vâng ạ, và đó là dự án sách truyền tay và xe buýt sách miễn phí đã hoạt động được hơn 4 năm do bạn Phạm Ngọc Hoàng Huy và Huỳnh Quang Dũng thành lập vào năm 2016. Và dự án này có gì đặc biệt? Mời quý vị theo dõi ghi nhận sau. Thưa quý vị, bên cạnh tôi đây là một chiếc xe buýt sách miễn phí. Đối với những cái người mà thường xuyên lui tới đường sách Nguyễn Văn Bình thì chắc hẳn rất là ấn tượng với chiếc xe buýt này, phải không ạ? Và không chỉ riêng cái chiếc xe buýt sách này đâu, những cái người khởi xướng mô hình xe buýt sách này cũng đã thành lập nên mô hình sách truyền tay để mang sách đến với bạn đọc trên khắp cả nước. Một thư viện sách thu nhỏ trong không gian của một chiếc xe buýt, nhưng đang quy tụ hàng chục ngàn đầu sách ở tất cả các lĩnh vực như lịch sử, văn hóa, kinh tế, nghiên cứu, nhằm phục vụ nhu cầu đọc mượn sách của người dân. Vào năm 2016, mình và Huy là người sáng lập của dự án, cũng vô tình thôi thì là thấy ở trong nhà có một lượng sách dư thừa. Nếu mình bỏ đi thì mình cũng thấy tiếc, mà nếu như mình bán đi cũng chẳng được bao nhiêu. Thế là tụi mình tạo ra một dự án để giúp cho mọi người trao đổi với nhau, trở thành một cái cộng đồng, giúp mọi người, những người mà yêu đọc sách, người ta có thể trao đổi với nhau. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, mọi nhu cầu, dù là đọc tại chỗ hay là mượn mang về, đều hoàn toàn miễn phí. Xe buýt sách này được đặt tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, do đường sách và Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thực hiện. Thủ tục mượn sách hết sức dễ dàng nếu người đọc muốn mượn mang về. Về quy trình mượn sách trả sách thì tụi mình có hai cách. Một cách là ngay tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là hai điểm đầu ở Đà Nẵng và Hà Nội. Thì hai điểm đầu đó sẽ có một cái thư viện, các bạn có thể đến trực tiếp để mượn sách, và sẽ có tình nguyện viên trực
tất cả các ngày trong tuần, bạn đó sẽ hỗ trợ cho bạn mượn sách đem về đọc. Và thường trung bình một đầu sách bạn sẽ đọc trong thời gian là 2 tuần. Các bạn ở tỉnh xa, các bạn có thể liên hệ qua bên fanpage của dự án sách truyền tay. Em hầu như tuần nào thì em cũng lên đây mượn sách. Và sách ở đây thì rất đa dạng và phong phú, phù hợp với mọi người, cũng mọi lứa tuổi. Thì mượn sách ở đây mình được mượn sách miễn phí. Đối với những bạn không có điều kiện mua sách nhiều thì mình có thể lên đây mượn. Mỗi lần đi chợt xong kiểu cảm thấy như là trong cuộc sống này vẫn còn có một cái gì đó khiến cho em hạnh phúc vậy ấy. Một cái khoảng lặng nào đó. Thật ra thì cái điều mà tụi mình muốn chia sẻ đầu tiên đó chính là cái điều mà tụi mình tâm đắc nhất khi mà làm dự án này, đó chính là cái giá trị mà tụi mình mang lại cho cộng đồng và niềm tin của tụi mình mang đến cho cộng đồng. Mô hình xe buýt sách miễn phí hay là sách truyền tay đều là những mô hình còn khá mới, tuy nhiên nó đã được các bạn trẻ và những người yêu sách đón nhận. Hiệu quả của mô hình chính là sự khơi dậy văn hóa đọc sách và san sẻ với những người nghèo thiếu sách. Thưa quý vị, thời lượng dành cho bản tin nóng 24 giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến thắc mắc các vấn đề đang tồn đọng tại địa phương hay những câu chuyện cuộc sống đầy ý nghĩa, quý vị có thể gửi về cho chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng cùng hệ thống Zalo là 0971225053 quý vị nhé. Còn bây giờ thì Mai Anh và Minh Phương xin chào và hẹn gặp lại.